Tour Vivu khám phá non nước Cao Bằng, viên ngọc xanh của vùng Đông Bắc. Ưu đãi siêu hot hôm nay, duy nhất 10 suất chinh phục giải đất Cao Bằng trọn gói chỉ từ 2 triệu đồng. Hành trình chinh phục Cao Bằng 3 ngày 2 đêm gồm chinh phục đèo Mã Phục, con đèo 7 tầng đẹp nhất tỉnh Cao Bằng, chiêm ngưỡng một trong những ngọn tháp đẹp nhất thế giới, tuyệt tác của thiên nhiên giữa đất trời Cao Bằng, thác Bản Dốc, khám phá động Ngườm Ngao, một trong những động dài và đẹp nhất Việt Nam với truyền thuyết phong phú của dân tộc Tày, mãn nhãn khung cảnh thần tiên tại Hồ Ba Bể ngày thu sang, đồng tới, thưởng thức những đặc sản vô cùng đặc trưng chỉ có tại Cao Bằng, tham dự đêm trải nghiệm văn nghệ dân tộc Tày đặc sắc. Còn chần chờ gì mà không tham gia ngày hôm nay? Tour để có những kỷ niệm khó quên cùng gia đình và bạn bè. Tour Cao Bằng 3 ngày 2 đêm khởi hành thứ 6 hàng tuần. Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và nhận các ưu đãi ngay hôm nay.